Hello everyone, welcome back to Hello Have và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail chính của ngày hôm nay được mang tên Branka Buck, lấy cảm hứng từ Moscow Mule. Branka Buck là một những cocktail mà trong quá trình đi làm của Hà, họ đã học hỏi được qua những bartender khác. Đây sẽ là một trong những cocktail rất là giải nhiệt và cũng như có thể là nhâm nhi vào trong những cái ngày mà trở thu như thế này. Đây là một cocktail mà sẽ làm equal part và sẽ được built in the glass. Các bạn có nhớ là Hào đã giúp ta built in the glass, có nghĩa là mình sẽ không có shake, mình cũng sẽ không có stir, mà mình sẽ để cocktail vào ly, bỏ ice vào và serve thôi. Và sau đây chúng ta sẽ cần thành phần chính như sau. Chúng ta sẽ cần rye whiskey, các bạn có thể sử dụng tất cả các loại rye whiskey bạn thích. Ở đây Hào sử dụng nó khuyết ha. Nước chanh thì Hào có nước chanh đã dắt sẵn ở đây rồi, nhưng mà hôm nay Hào sẽ sử dụng chanh vàng. Bạn có thể sử dụng chanh xanh cũng được, Hào nghĩ là chanh xanh ngon hơn, nhưng mà tại vì Hào có chanh vàng nên Hào sẽ chỉ làm chanh vàng hôm nay. Tiếp theo sẽ là Fernet Branca. Đó là lý do tại sao mà cocktail gọi là Branca Buck, thì lấy cái tên từ Branca của Fernet. Fernet là một trong những Amaro rất là phổ biến và nổi tiếng ở nước Mỹ này, cũng như là Italy, cái nơi mà nó xuất xứ. Fernet là một trong những Amaro mà cái tính đặc biệt của nó là các bạn sẽ thưởng thức được cái mùi thuốc bắc, như là Hào hay nói là Amaro là cái mùi thuốc bắc rất là nồng, thì Fernet sẽ mang được cái tính chất đó. Ngoài ra thì nó sẽ còn một cái vị rất là minty, có nghĩa là bạc hà, rất là the, nên người ta sẽ uống cái này một là để on the rocks, hai là chỉ uống neat, có nghĩa là straight up, chỉ có Fernet thôi, và nhâm nhi với nó. Ngoài ra thì tác dụng của Fernet thì còn có thể giúp như là những cái Amaro khác, đó là giúp cho mình digest, có nghĩa là tiêu hóa sau những cái bữa ăn rất là heavy, và cleanse the palate, có nghĩa là giúp cho cái miệng của bạn clear đi được những cái mùi như là tỏi hay là hành rất là nhiều ở trong cái món ăn của mình. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cần là ginger beer. Đó là lý do tại sao họ nói với các bạn là nó rất là giống với lại Moscow Mule. Chúng ta sẽ không shake và cũng không có stir và build in the glass, nên chúng ta sẽ cần một cái glass, thì họ sẽ dùng bucket glass. Các bạn có thấy là quen không? Đó là Branka Buck, thì Buck đến từ là bucket glass. Nếu như mà các bạn có cái copper mug, là cái copper mug là cái mug mà để làm cái mug là cái gì ta? Để mà uống Moscow Mule thì bạn làm cho nó rất là ngon ha. Nhưng mà họ không có cái đó, họ làm cái này, với lại họ muốn cho các bạn thấy được cái màu rồi mình build the glass như thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào làm Branka Buck. Vậy là chúng ta đã có Branka Buck rất là dễ dàng và rất là nhanh chóng phân các bạn. Bây giờ mình sẽ thử ha, rồi mình sẽ bàn về cocktail này sau. Cheers! Yum. Wow, bạn sẽ thấy được cái mùi whisky và cái mùi Fernet nó trộn lẫn với nhau. Và nhất là cái mùi Fernet nó sẽ làm cho cái cocktail nó dậy lên cái mùi minty và cái vị thuốc bắc. Nếu mà họ chỉ phải có thể nói đơn giản thôi, trừ khi nào mà bạn thử Fernet rồi thì bạn sẽ hiểu ra cái điều này ha, tại vì nó rất là khó. Cái mà Hào thấy mà khó nhất á là những cái mùi vị, cái khẩu vị, cái flavor các bạn, khi mà mình chuyển thành tiếng Anh sang tiếng Việt á, đôi khi có những cái từ tiếng Anh đó mình nói thì rất là thuận miệng, nhưng mà mình chuyển qua tiếng Việt á nó không có được đúng cho lắm, nhưng mà Hào sẽ cố gắng để dịch cho các bạn ha. Ok, thì đây là một những cocktail mà lấy cảm hứng từ Moscow Mule. Còn nhiều hơn thế nữa thì nếu như mà bạn có thử Kentucky Mule á, thì Kentucky Mule là thay vì mình làm vodka ha, thì mình làm
whisky. Thì hôm nay Hà sử dụng rye cho cái này để tăng lên cái vị spicy, để mà nó thể ăn nhập với lại cái phần Bronca, là cái minty ở trong đó. Đây là một những cocktail mà Hào đã học hỏi được trong cái thời gian mà đi làm của mình. Thật sự là cái này là Hào không có phát minh ra nha. Hào sẽ làm nguyên một cái series luôn là về những cocktail mà mình đã lượm nhặt được kiến thức của những người bạn bartender của mình hoặc những người manager của mình trước đó, để mà các bạn biết là bartender thì thường là kinh nghiệm, đúng không ạ? Thì kinh nghiệm của bạn là trong những gì bạn sáng tạo ra, và kinh nghiệm là những cái sự trải nghiệm của bạn mà bạn đã đi qua những cái quán bar, bạn làm những cái chỗ đó, bạn thấy nó ngon, bạn thấy nó hay và bạn học hỏi được. Thì đây là một những cocktail mà họ nghĩ là họ sẽ giới thiệu với các bạn đầu tiên về trong những cái chuỗi mà cocktail đã họ học được trong những cái năm tháng vừa qua của mình. Các bạn có thấy là họ sử dụng cái đá viên lớn ha. Thì đá viên lớn là, nếu mà bạn để ý thì đá viên lớn là sẽ dành để uống whisky rất là nhiều. Tại vì cái đá lớn thì cái nước đá nó tan chậm hơn là những đá nhỏ, nên là sẽ giữ được cái mùi vị cũng như là cái nồng độ của cái cocktail của mình. Cocktail này sẽ phù hợp cho vào cái mùa mà như bên này là bắt đầu đi vào mùa thu và mùa đông. Bởi vì cái Fernet Branca là một trong những cái nó làm cho mình cảm thấy rất là ấm khi mà mình uống vào, cộng với lại whisky là cái độ nồng và độ cay, một chút chua chua đó của chanh và ginger beer sẽ làm cho cái vị ngọt nó hòa quyện, nó hòa lẫn vào tất cả mọi thứ để làm cho cái cocktail nó thật là balance. Một điều đó là mình sẽ làm equal part. Nếu như bạn nằm ở nhà, bạn muốn làm nhiều whisky hơn hay là nhiều Fernet hơn thì bạn có thể làm ha, nhưng mà cái công thức của Hào là equal part nha. Ok, vậy là Hào đã hoàn thành xong cái Branca Bug này, hy vọng là các bạn yêu thích nhé, và cảm ơn các bạn đã xem đến cái thời điểm này. Nếu như bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like này, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào nếu bạn có những câu hỏi hay những điều bạn muốn chia sẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye.